cha tôi lìa xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, ta bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng. Bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, giọt lệ ướt mi. Con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa. Nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.
Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa Càng Hiếu rất thân mến, trước sự ra đi của ông Giang Minh, con cùng với quý cha với tất cả mọi người xin thành tâm chia sẻ với gia đình trước sự mất mát này. Tất cả chúng ta đều biết phần xác con người hữu hạn đã có ngày chúng ta được sinh ra trên cõi trần gian này, thì sẽ có một ngày chúng ta phải kết thúc hành trình cuộc sống của mình. Của ông Gia Minh của chúng ta 96 năm tại trần gian này hôm nay đã kết thúc hành trình cuộc sống mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Quả như lời Chúa Giêsu đã phán, nếu những kẻ tin ta thì ta ở đâu, kẻ tin ta sẽ ở đó. Vậy hôm nay sự ra đi của ông Gia Minh không phải để chấm dứt kết thúc vĩnh viễn, nhưng là để thay đổi và bước vào một đời sống mới, đời sống vĩnh cửu bên Chúa Kitô đấng hằng sống và đã mang lại sự sống cho những ai tin vào Ngài. Tất cả đó là niềm tin của chúng ta. Chúng ta giờ đây cùng nhau tiến hành nghi thức tạ ơn cho của ông Gia Minh của chúng ta. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con như thông Chúa thôi. Con trông chờ về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những bao la, buồn vui theo bước chân cha. Niềm tin tưởng chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho ông Gia Minh vừa lìa cõi thế được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho thân nhân và bạn hữu của ông Gia Minh. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Được thôi thúc can đảm thi hành thánh nghi Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy như con cha người hàng sống và hiển trị muôn đời. Trên pha nguy thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do cha dựng nên, đó là ngôi nhà vinh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy cha, xin thái hoa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc ao, là nhà tạm cho thân xác yêu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tang này được cha thanh hoa và chúc phúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trong Chúa nhầm lời. Nữ Maria đứng ở bên cạnh Thiên Chúa sẽ chuyển cầu cho chúng ta để Chúa sớm đưa linh hồn Gia Minh về ngưỡng thánh nhan Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Mẹ ba kinh kính mừng.
Kính lạy Cha là đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thánh hóa chúng. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biến đau thương thành lời cầu nguyện chân thành. Xin cho những người thân trong tang quyến mặc tang phục này thể hiện sự hiền thông, để đền ơn đáp nghĩa người quá cố, yêu thương gắn bó và đùm bọc lẫn nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tình yêu thương ở đây có Đức Chúa Trời, nào có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người, đâu có tình bạc ai. Xin nơi mời các vị thần tập quan xin nhập tan từ đâu có chờ tập. Xin mời đây hai cùng thức cặp. Chúng con trong ngày đó thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cho chế cho bỏ lời chúng con nguyện trong thời gian nam thiếu tôn đức đôi đồng chính hiền vinh sáng nam chúa chúng con ngày đó thánh cha thiên chúa Giêsu lạy cha thiên thuộc thánh thuộc thiên đó thánh Đức Bà Maria lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng chính. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, Liên Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn Cha Phó Sứ Tân Ban đã tới gia đình làm lễ phát tang và đồng thời nhập quan cho gia đình con. Một lần nữa xin thay mặt từ gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin xót thương người sinh thành ra con,
xót thương người đã dưỡng dục con. Trông cậy vào Chúa, Ngài cho con vui trên dương gian. Rồi hôm nay đưa con ra đi qua miền ánh sáng. Kiếp sống lữ hành ngày đã qua đi rồi. Cõi thiên đường giây phút trong xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con, xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con.
lời xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa sút trong điều ô uế, cứu chúng con ra khỏi sự dữ dằn. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa đến con là vinh qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp tương nữ đồng chi mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lưng náo vô cùng đỡ ngào. Chúa con thành vì dạy Chúa nhân từ cho linh hồn đang linh được lên Chúa nghỉ ngơi. Xem lên mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa qua khi bà chạy nhà khi cháu hấp hố chạy đã nhận được Chúa rồi con của Chúa đã được đây. Và sau đó thì khi ông tắt thở cha cũng được tin báo và sáng nay cha đã dân hát được được trở. Cha biết rằng sự ra đi của ông bà có thất bát rất lớn cho anh em các chị. Nhưng mà anh chị thân mến, khi Chúa đã chết phục sinh thì chúng ta ban cho chúng ta một người cha, một người ông rất là tuyệt vời để đưa chúng ta đến sự sống này. Và hôm nay Chúa lại đưa ông về trong bình an của Chúa. Và chúng ta hãy tạ ơn Chúa điều đó. Và cha cũng mong muốn của chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và thi hành đời sống bác ái một cách tích cực để chúng ta đền ơn các nghĩa người đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta ngôi cho anh chị em để xin Chúa ban ngôi nâng đỡ cho anh chị em lúc buồn sầu này. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Sáng nay cả cha cha chỉ nguyện xin nhân Chúa ban nhiều hồng phúc cha để làm tốt sứ mệnh thiên chức của mình. Một lần nữa chúng con xin thay mặt gia đình xin đầu cảm ơn. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa nghe lời chúng con cần cầu và đưa linh hồn và mình qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tan lửa hồng lưng cao vô cùng lớn đau. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tan lửa hồng lưng cao vô cùng lớn đau.
Kính thưa Tam Quyến, chúng tôi có mặt nơi đây là hội đồng sư phạm trường trung học cơ sở Bình Đa, ban đại diện cha mẹ trường trung học cơ sở Bình Đa, ban chấp hành công đoàn trường trung học cơ sở Bình Đa, thành kính phân ly cùng gia đình. Quý thầy cô giáo trong tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, chúng tôi rất xúc động khi các thầy cô giáo hiện diện đây. Cha chúng ta chúng tôi được 96 tuổi sống hưởng thiên dương thế, nay vì tuổi già sức yếu đã qua đời. Với sự hiện diện của quý vị nơi đây, quý thầy cô giáo đã nói lên lòng đang cảm động của chúng tôi và những tặng mật phú kiếm thể hiện toàn bộ những cái tâm tình, tâm tư cũng như gửi gắm vào trong tôi, và tôi có một niềm tin mãnh lực. Tôi nghĩ rằng và tôi đã được mọi người quan tâm. Một lần nữa, xin thay mặt Tăng Hiếu, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những tấm thiện tình quý vị, quý thầy cô giáo đã dành cho gia đình tôi một cách hết sức trang nghiêm và trân trọng. Một nữa xin thay mặt cho Tăng Hiếu chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt và mọi điều như ước muốn. Xin một nữa xin thay mặt nữa, chúng tôi xin cúi đầu bài tặng. Trao dồi cho đám ngôi thánh đường, nguyện xin Chúa ngôi đa nhân linh cha và con và thánh thần. Con được sự cho phép của gì? Con là một con cháu, con không xứng nhưng mà được sự uy thánh của gì, con xin kính dâng lời phân tu cộng thầy và toàn thể gia quyến. Thành kính phân tu với tội mất mát của ông Gia Minh để lại cho chúng ta, trong đức tin mình xin tăng quyến cùng chúng con cầu nguyện cho ông Gia Minh, và cũng là dịp để chúng ta nhớ đến ngày ra đi của mỗi người chúng ta. Xin Chúa nhân lành ban cho gia đình thêm sức mạnh trong tinh thần để vượt qua nỗi đau và để cầu nguyện sốt sáng hơn trong năm mới. Kính thưa Tam Quyến, sự ra đi của ông Nam Minh đem lại cho chúng ta tổn thức. Chúng ta muốn dâng nâng tâm hồn lên cùng Chúa, nhưng chúng ta không biết phải như thế nào. Và chúng ta hãy chạy đến với Đức Giêsu, đấng đã thương khóc Lazaro, để người dạy chúng ta biết dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha. Chúng ta cũng cần nhờ Đức Maria, đấng đã đứng gần thập giá xưa trên đồi Canvê. Chúng ta cũng mượn lời kinh của Đức Maria để cầu nguyện. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đưa chúng ta về với đấng là cội nguồn tái sinh chúng ta, đó là Thiên Chúa Cha. Đó là niềm hy vọng duy nhất của mỗi người chúng ta. Trước sự ra đi của Nam Minh,
chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức về cuộc đời của chúng ta ở trần gian, chúng ta thêm lặng để chúng ta gần ông Cha Minh và để chúng ta gần Chúa hơn. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời, sống mãi với Chúa trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã động lòng thương khi chứng kiến đám tang con trai bà qua thành nay và rơi lệ trước cái chết của Lazaru. Xin Chúa thương nâng đỡ, phủ an người thân của cụ Đao Minh đang ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cha chỉ đến khi cha để dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và ta nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con cha chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho cùng Nam Minh và tất cả anh chị em. Amen. Chào ta chúc tụng Chúa. Ta Chúa. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con dù tình thương xem vì chúng con tạm đến người dòng suối lệ tuôn mãi đoàn chúng con hướng lên người lạy Chúa trời vinh quang nguyện thương đến người hoàn toàn nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con dù tình thương xem vì chúng con Chúa trời
chi khó khăn từ bề. Tình cha nghĩa mẹ cao vời, làm con sống ở trên đời. Đừng quên ơn nghĩa sinh thành, sống sao cho xứng là người. Cha đã ngả màu xương, tình cha gieo khắp nẻo đường con đi. Thương con cha mẹ quản chi, long đong lần đần xá gì tấm thân. Tình cha nghĩa mẹ vô ngần, làm sao báo đáp xứng cân một đời.
Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan,
những nơi con hân hoan đi về với Ngài. Hôm qua đây còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay bỏ lại thế gian cho con được về bên Chúa là nguồn. Cụ lắng nghe tiếng Chúa gọi để về trình diện Chúa là một hạnh phúc của cụ. Ái thương ban cho linh hồn Đa Minh sớm được về thiên đàng mừng tôn nhan Chúa, cũng như nâng đỡ ủi an ban cho tăng quyến được vượt qua những nỗi đau thương này. Giờ đây trong tâm tình chia sẻ, chúng tôi xin được họp cùng với tăng quyến để cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh. Xin mời Chúa trao rồi cho đã thay mặt cho gia đình Trang Hiếu, tôi chân thành cảm ơn quý ông quý bà trong ban đại diện luôn cổ chu đã tới gia đình chúng tôi tâm im chia buồn và dâng lời cầu nguyện cho Đức Chúa để sống mang linh hồn cha của chúng tôi đã đang bị về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin thay mặt tăng gia chúng tôi cầu nguyện. Thank you.
Kính thưa thầy, kính thưa đại quý, từ khi Chúa nói chủ đạo bên về với Chúa, em xin được thành lời cho giáo tòa cũng như quý thầy cô ở trường trung học cơ sở Danh Lợi. Trước tiên đến chia buồn của quý thầy và đại quý. Tôi biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của con người, nhưng đứng trước cái chết, đứng trước sự chia ly kẻ ở ra đi, con người có một trái tim biết rung động thì gia đình ta quyến không sao tránh khỏi những đau buồn thương nhớ vì đã mất đi một người thân, con mất cha, cháu mất ông. Đó là một nỗi đau buồn đối với đại quyến, còn đối với người kia cũng lạy Thiên Chúa toàn năng, gia đình thánh tâm chúng con họp lại đây dâng lòng cảnh tin chân thành, hòa cùng khói trầm hương bay lên trước thiên nhan Chúa. Xin nguyện cầu cho linh hồn Đa Minh, người thân yêu và toàn thể chúng con đang ngậm ngùi trong ngày sắp chia biệt bao thương nhớ, khẩn lại xin Chúa sớm đưa về hưởng mặt nước hằng sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tiếp theo, xin mời vị đại diện của gia đình thánh tâm có đôi lời. Vâng, thánh tâm của chúng tôi rất đau buồn đến tiếc hành tinh của cô mất. Cô là một người và một người thân, cũng là một vị ân nhân khả kính, nhiệt thành trong công tác sinh hoạt công đồ cầu nguyện mở rộng nước Chúa trong giáo xứ. Với 96 tuổi đời, biết bao nhiêu những thăng trầm biến đổi, cũng vẫn vững tin một lòng theo Chúa, phận gia đình là một người ông tiền từ, một người chồng, một người cha hoàn hảo với đàn con cháu ngoan hiền. Nhưng ông đã không chần chừ
Cứu Chúa còn giờ phút sau cùng thì ông đã gạt bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa. Chúng tôi xin được chia tay. Kính chúc của ông bình an, yên nghỉ trong tay Chúa. Kính thưa Thánh Quế, những vành khăn căng cắn vòng hoa nói lên sự chia lìa tan tóc mất mát chống thoáng thương tiếc của ông, một kỷ niệm không quên cho Tăng Quyến. Niềm đau xót này Tăng Quyến là những người gánh chịu tất cả, và cả gia đình Thánh Tâm chúng tôi đến đây với một ước mong chia sẻ phần nào cùng Tăng Quyến. Bổn phận của chúng tôi và Tăng Quyến cùng cầu nguyện, xin Chúa thứ tha mọi nhầm lẫn thiếu sót, và xin dâng lên Chúa những việc lành phúc đức của ông đã làm. Chúa ban cho của ông được hưởng niềm hạnh phúc của lúc sinh thời của ông đã từng cậy trông tin tưởng. Chúng tôi sẽ cùng Tăng Quyến cầu nguyện. Xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giáo xứ đến đây trước hết để cùng chia sẻ sự mất mát vô cùng lớn lao đối với gia đình Tăng Hiếu. Ông Namim Rani đã để lại cho gia đình một kỷ niệm không khi nào quên được, với biết bao những vành khăn tang, với những bồng hoa để thương tiếc người cha người ông. Ông Rani để lại một sự trốn vắng trong trước cảnh đời người đi, làm sao không khỏi buồn buồn thổn thức. Vì nguyện xin Chúa là Cha nhân từ tha thứ và sớm đưa linh hồn ông Rani hưởng hạnh phúc với dòng trên quê trời. Điều điều hành vô cùng của Đức Chúa Cha, từ vì công trọng của Đức Chúa Con, của lời cầu bầu của mẹ Maria Mân Côi, xin Chúa sớm đưa linh hồn đang đứng hưởng chức nhan Thánh Chúa. Xin cho linh hồn này được nghỉ bằng yên. Lạy Thiên Chúa toàn năng, gia đình Mân Côi chúng con họp lại đây dâng lòng bày thi chân thành, họ cùng khoai trầm hương bay lên trước nhan chi Thánh Chúa. Xin nguyện cầu cho linh hồn đa minh mà toàn thể chúng con đây đang ngắm ngùi trong ngày sắp kia biệt bao thương nhớ. Cái này xin Chúa sớm đưa về hưởng nước hằng sông muôn đời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa loài tôi không trần trờ, không trì hoãn. Và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an, lòng cậy và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trong của các ngài không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa. Công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia. Nhưng ly tự biệt là thực trạng không thể tránh được của con người. Xin cho chúng con đang tụ họp nhau để cầu nguyện cho ông Đa Minh được vững tin vào tình thương của để sống bầu nhiệt tử nan phục sinh. Xin Chúa nhân đời chúng con mắt xuôi tay giã từ trần thế, để lại tất cả chẳng mang theo gì. Xin cho những người còn đang mê mù giữa cánh đời mù hoang được thức tỉnh khi suy nghĩ về màu nhiệm sự che